bay kền kền chói tay Trương Mỹ Lan, xẻ thịt Vạn Thịnh Phát. Tại phiên tòa chiều ngày 13 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử vụ Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Ở phần liên quan đến việc định giá tài sản ngân hàng SCB, tại thời điểm vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan không đồng tình kết quả giám định của công ty Hoàng Quân. Sau khi khởi tố vụ án Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, nên việc ngân hàng SCB thuê công ty Hoàng Quân giám sát tài sản là việc đáng ngờ và không khách quan. Được biết, Hoàng Quân Group là một tập đoàn đa ngành nghề, trong đó có thẩm định giá. Ở Việt Nam, khái niệm độc lập của các định chế là điều xa xỉ. Ví dụ, công đoàn độc lập như là thứ mà Đảng Cộng sản Việt Nam thù ghét nhất và quyết không cho những nhóm này xuất hiện và hoạt động. Tư pháp độc lập thì lại càng không, bởi Đảng cần một nền tư pháp chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Khi mọi lĩnh vực, ngành nghề đều chịu sự cai trị của Đảng thì không bao giờ có tính độc lập cả, bởi bản chất của chế độ này là như vậy. Phần định giá tài sản là kẽ hở cho khủng long chui vào để mà trục lợi. Ở khía cạnh kinh tế, Việt Nam vẫn khó có thể tìm được một công ty kiểm toán, các đơn vị giám sát độc lập. Có thể họ hô hào về tính độc lập, tự chủ, nhưng hầu hết lại làm theo mệnh lệnh, đặc biệt khi chính quyền là bên thuê những đơn vị thẩm định, giám định hoặc kiểm toán, thì những đơn vị này lại càng không dám độc lập. Còn nhớ vụ mobile phone mua AVG, để đẩy giá AVG của Phạm Nhật Vũ lên cao, rút tiền ngân sách chia chác cho nhau. Các bên đã thuê 4 công ty giám định tài sản bao gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC, Công ty Hà Nội Valu và Công ty Amax. 4 công ty này giám định cho ra kết quả rất khác biệt, trong đó Amax định giá thấp nhất, sau đó các bên mua bán căn cứ vào kết quả của Amax để mà thương lượng. Nhưng thực chất là vở diễn kịch thương lượng. Amax định giá AVG 16.000 tỷ đồng và hai bên thỏa thuận mua bán với giá gần 9.000 tỷ đồng. Thực chất giá trị thật của công ty AVG chỉ khoảng 2.000 tỷ đồng. Nhưng các bên cùng nhau dựng lên kịch bản giám định này để rút tiền của nhà nước chia nhau. Công ty Amax được thành lập với vốn điều lệ 3,8 tỷ đồng, vậy mà lại định giá doanh nghiệp khác lên tới 16.000 tỷ đồng. Vụ án này ông Tô Lâm cũng có dính líu, nhưng vai trò của ông đã chìm xuống. Trong vụ án mobile phone mua AVG, vai trò của công ty định giá Amax là vai trò gian lận của nhóm thực hiện thương vụ. Ngược lại, trong trường hợp định giá tài sản của Vạn Thịnh Phát, bầy kền kền đã dìm giá trị tài sản xuống thấp hơn giá trị trường để chiếm đoạt tài sản của Vạn Thịnh Phát. Ở đất nước này, khi kinh doanh của doanh nghiệp làm giám định theo lời mời của nhà nước thì liệu họ có dám làm giám định độc lập hay không? Nếu họ dám thì rất có thể họ sẽ không còn đất sống. Đồng thời cũng không loại trừ khả năng công ty Hoàng Quân đóng vai trò tương tự như Amax, tức là họ chỉ diễn vai trò giám định. Hiện tại bà Trương Mỹ Lan là người bị trói tay trói chân, bà không có quyền đòi hỏi hay chọn một công ty giám định dám bảo vệ lợi ích cho bà. Bà đang là bị cáo nên phía tố tụng làm gì, có dựng vở kịch gì đi chăng nữa thì bà cũng chỉ có thể chấp nhận. Bà Trương Mỹ Lan là một tội phạm kinh tế, đó là sự thật. Tuy nhiên, bà vẫn cần được công lý bảo vệ cho quyền lợi của bà. Còn những việc bà làm sai thì bà phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cần đúng sai phần mình. Việc thuê các công ty để giám định tài sản của Vạn Thịnh Phát chính là kẽ hở rất lớn để những kẻ nhân danh luật pháp trục lợi. Chuyện định giá đất để đền bù cho dân là tiêu cực từ rất nhiều năm qua, gây ra biết bao nhiêu cảnh oan trái khắp nơi trong đất nước này. Vậy một Trương Mỹ Lan với khối bất động sản, tài sản khổng lồ có giá trị nhiều tỷ đô la thì đám kền kền sẽ tha được hay sao? Khi có cơ hội, chúng không bao giờ tha bất kỳ một ai cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin bầy kền kền chói tay Trương Mỹ Lan, xẻ thịt Vạn Thịnh Phát.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Học theo Ba Dũng, Võ Thưởng bị Tô Đại phục kích. Ông Nguyễn Tấn Dũng là quan chức cấp cao đầu tiên cho con cái đi các nước tư bản du học. Trước ông Dũng, con cái của quan chức cũng được cử đi du học, nhưng học ở các nước Đông Âu, Liên Xô và Trung Quốc. Khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm phó thủ tướng, Việt Nam đã mở cửa, các nước tư bản đã đầu tư vào Việt Nam. Dù vậy, việc đưa con cái đi du học ở Mỹ và các nước phương Tây vẫn là vấn đề nhạy cảm. Bởi vẫn còn đó những bô lão bảo thủ như Đỗ Mười, Lê Đức Anh. Nhờ tham nhũng, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều tiền. Họ dư khả năng tài chính để đưa con đi du học Âu Mỹ, nhưng ngại cái dọ của các bô lão. Ông Nguyễn Dũng đã khai mở bằng cách đưa Nguyễn Thành Nghị đi du học tại Mỹ, sau đó cho Nguyễn Thành Phượng du học Thụy Sĩ và cuối cùng là Nguyễn Minh Chiết sang Anh du học. Sau khi về nước, Nguyễn Thành Nghị và Nguyễn Minh Chiết được bố trí vào các vị trí trong chính quyền. Thời làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng được cho rằng đã cho xây nhà thờ Tổ rất lớn. Sau ông Dũng, các quan chức khác cũng noi theo, bởi Nguyễn Tấn Dũng làm được mà không bị kỷ luật thì họ cũng vậy. Cho nên, ngày càng có nhiều quan chức cho con đi du học tại châu Âu và châu Mỹ. Trong đó, ông Tô Lâm và ông Vương Đình Huệ là những người bắt chước rất nhiệt tình. Việc cho con cái đi du học là rất tốn kém, có thể tới hàng trăm ngàn đô la mỗi năm, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với năng lực tài chính của Nguyễn Tấn Dũng và các quan chức cấp cao của Đảng. Tiền nhiều, ông Dũng cho xây nhà thờ của dòng họ ông cũng rất lớn tại đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Căn nhà này có giá trị ước tính khoảng 40 tỷ đồng, thời giá cách đây hơn 10 năm. Việc xây nhà thờ Tổ của ông Dũng được thực hiện công khai, dân tình bàn tán xôn xao. Cả Đảng Cộng sản ai cũng biết nhưng chẳng làm gì được, bởi lúc đó quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng khuynh lát cả hệ thống chính trị, lấn át cả Tổng Bí Thư, thì còn ai dám làm gì ông Ba Dũng. Có vẻ như Võ Văn Thưởng cũng học theo ông Nguyễn Tấn Dũng cho xây nhà thờ Tổ thật to. Theo nguồn tin riêng mà Thời báo được biết, chính Nguyễn Hậu Văn Hậu, tức Hậu Pháo, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn đã đưa cho chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít 60 tỷ đồng để xây dựng nhà thờ Tổ cho Võ Văn Thưởng. Đây là điểm yếu mà Võ Văn Thưởng đã để cho Tô Lâm nắm thóp. Ông Tô đang cho người thu thập bằng chứng để kết tội chủ tịch nước. Ông Võ Văn Thưởng hiện là chủ tịch nước, trên danh nghĩa ông là nhân vật thứ hai sau Tổng Bí Thư trong tứ trụ. Tuy nhiên, về thực quyền, ông chỉ là nhân vật đứng cuối cùng trong tứ trụ. Quyền lực của ông còn yếu hơn các bộ trưởng. Chức thủ tướng trên danh nghĩa là thấp nhất trong tứ trụ, xếp thứ tư, nhưng thực quyền thì chỉ có sau Tổng Bí Thư mà thôi. Đấy là trật tự được xếp theo vai trò, vị trí, chức danh trên danh nghĩa. Còn trên thực tế, quyền lực của một lãnh đạo còn phụ thuộc vào khả năng, mối quan hệ và thế lực của mỗi người. Thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, quyền lực của ông lấn át Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh và nửa nhiệm kỳ đầu của khóa 11 Trung ương Đảng, ông Dũng cũng lấn lướt cả Nguyễn Phú Trọng. Nói chung, ông Nguyễn Tấn Dũng xây nhà thờ Tổ không bị soi, mà đúng hơn là không ai dám soi. Nhưng Võ Văn Thưởng thì lại khác. Thế lực của Võ Văn Thưởng quá yếu, ghế chủ tịch nước trong tay ông lại không có thực quyền, cho nên Tô Lâm mới chọn ông để mà tấn công. Trước đây, Nguyễn Tấn Dũng đủ sức để tự bảo vệ mình, còn hiện nay Võ Văn Thưởng phải phụ thuộc rất nhiều vào ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông Trọng nghiêng về phía Tô Lâm thì Võ Văn Thưởng rất có thể sẽ bay luôn chức chủ tịch nước. Ông Võ Văn Thưởng, người đang bị Tô Lâm tấn công dữ dội. Ngoài chuyện nguồn gốc số tiền 60 tỷ xây nhà thờ Tổ của ông Thưởng, Tô Lâm cũng đang nhắm tới tập đoàn Phúc Sơn, là tập đoàn đã nhận được rất nhiều ưu ái từ ông Thưởng khi còn làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng thời ông Võ Văn Thưởng là bí thư Quảng Ngãi là ông Cao Khoa cũng đã bị Tô Lâm cho bắt giam. Không biết ông Võ Văn Thưởng có cho con cái du học hay không? Nếu ông cũng cho con cái đi nước ngoài và các nước tư bản, thì có lẽ Tô Lâm không tấn công điều này, bởi chính ông Tô Lâm cũng cho con cái đi du học.
nhưng việc xây nhà thờ tổ là một điểm yếu của ông Thưởng mà Tô Lâm có thể lợi dụng, dù thờ cùng một chủ, nhưng Tô Lâm đang quyết tranh hùng với Võ Văn Thưởng một cách rất khôn ngoan và không khoan nhượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm d với bản tin Học theo bà Dũng, Võ Văn Thưởng bị Tô Đại phục kích. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm d.